Mô A Di Đà Phật à, con cúi lại Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành. Hôm nay con đi gửi gai, con về con đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành, thắp nén tâm hương. Con xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành ân điển ban cho cái lộc cái tài ngày mai thứ ba để Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu. Sáng mai con thỉnh bông về miếu, con phụng sự Tam Bảo, con thỉnh bông thỉnh dầu về con chân bông, con thỉnh dầu thì con trả lễ Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành. Hôm nay con đi gửi gai ngang con ghé, con xin cái lộc cho bà con cô bác ngày mai, và con có tham khảo. Con xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành đèn trời soi xét, xin nâng Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành ân điển độ ban cho một khởi sâm tài, một khởi sâm lộc ngày mai thứ ba Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu ngày 7 tháng 11 nhằm ngày 24 tháng 9 năm lịch năm 2023. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, con xin Nam Mẹ Ngũ Hành ân điển ban cho một khởi sâm tài, một khởi sâm lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Mẹ Phật Bà đổ cho có cái lộc chính xác, ngày mai sáng mai con thỉnh bông về con trả lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là số khởi sâm may mắn, số khởi sâm con vừa lắc ra được nằm ngửa lên. Con quay vào trong con trình lễ Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành, xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành độ cho số khởi sâm này có cái lộc lớn trùng khớp với Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu đương có miền Bắc miền Trung, và xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành độ ban cho số khởi sâm này có cái lộc lớn, giúp cho bà con cô bác được cái lộc. Mai con thỉnh bông dầu về con trả lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin đón nhận số khởi sâm là số 72372 nha bà con, 72372. Con xin để vào trong bát hương. Con xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành độ giúp cho bà con cô bác trên kênh của con có cái lộc 72372. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành đèn trời soi xét, xin ân điển ban cho cái lộc lớn giúp cho bà con cô bác ngày 7 tháng 11 nhằm ngày 24 tháng 9 năm 2023 để bà con có cái lộc lớn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng thành tâm xin chư vị, hôm nay con đi gửi gai giúp cho bà con giải vận hạn đen, là thành ra con ghé con thắp hương xin cái lộc. Giờ thì cũng 3 giờ chiều rồi. Con xin chư vị thần linh ông địa thần tài độ cho một thảy sâm may mắn. Thảy sâm ngày mai ngày 7 tháng 11 giúp cho bà con có cái lộc Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu đêm có miền Bắc miền Trung. Sáng mai con thỉnh bông về con chưng bông, rồi con quét dọn, rồi con châm dầu đốt đèn, con thỉnh dầu về con trả lễ. Con xin chư vị thần linh ông địa ông thần tài, ông bà tà, chư vị sơn thần thủ địa, ngũ phương ngũ thổ, xin ông độ ông ban cho một thảy sâm tài, một thảy sâm lộc, một thảy sâm may mắn. Mô A Di Đà Phật. Chúa thảy sâm nằm bờ nó ốp xuống hả bà con ha. Mô A Di Đà Phật. Con cũng quay về thảy sâm vào trong con trình lễ, con xin ông bà độ cho ban cho cái lộc số thảy sâm này có cái lộc lớn, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn. Con cúi xin chư vị thần linh ông địa ông thần tài, ông bà tà, chư vị sơn thần thủ địa, xin ông độ cho số thảy sâm này có cái lộc lớn ngày thứ ba trùng khớp với Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu và đêm có miền Bắc miền Trung, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Số thảy sâm là số 18 nha bà con, trời ơi số 18 nằm bóp xuống 18, bà con ghép 3 18 381 dùm cho giác lợi ha. Số thảy sâm nằm bóp xuống bà con ghép dùm cho giác lợi 3 18 381 nha. Hôm nay giác lợi nôn, giác lợi đi gửi gai, cho nên giác lợi quay giác lợi rất là lẹ, khoảng 4-5 phút thôi. Bà con cô bác anh chị em xem tham khảo ha. 3 18 318 với 381 ha. 318 381 về Bến Tre Vũng Tàu xe để sáng mai giác lợi thỉnh bông, rồi thỉnh dầu về giác lợi chưng bông, giác lợi quét dọn, rồi giác lợi sẽ khấn nguyện xin cái lộc cho tài chỉnh hơn, cho vui vẻ, cho nghiêm trang hơn. Hôm nay giác lợi quay rất là lẹ nha bà con. Nam Mô A Di Đà Phật. Số thảy sâm xong ngon độ dùm cho 318 381 Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu đêm có miền Bắc miền Trung. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho số thảy sâm là 72372 và 318 381 có cái lộc, để giúp cho bà con trên kênh của con có cái lộc ngày 7 tháng 11 nhằm ngày 24 ngày 24 tháng nhằm ngày 24 tháng 9 cho có cái lộc. Con thành tâm ngày mai con thỉnh bông với dầu về con trả lễ, dầu lưu ly về con trả lễ. Con xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành đèn trời soi xét. Nam Mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con ha. Hôm nay giác lợi nó cũng nôn, giác lợi đi gửi gai sợ trễ giờ, cho nên giác lợi về thắp nhang chưa có chưng bông kịp, bị bông là giác lợi sáng giác lợi đi thành phố về hết bông là không có chưng kịp. Ngày mai giác lợi sẽ chưng bông trả lễ, thỉnh dầu về miếu trả lễ nè, đó dầu hết luôn rồi ha. Ngày mai giác lợi sẽ thỉnh dầu với lại bông về giác lợi cúng là chưng trả lễ. Hôm nay giác lợi xin được số thảy sâm là 72 và 18
18 nằm bóp xuống ha. Bà con ghép 372, 318 và 381 dùm cho Giác Lợi ngày thứ 3 để Bến Tre Vũng Tàu nha. Giác Lợi thành tâm, bà con thấy không, mồ hôi mồ kê đi gửi gai mà cũng ghé xin lọc cho bà con nè, ghé thành tâm đảnh lễ bà đàng hoàng. Thành xin cái thập cho bà con và đều có cái bông chưa chưng kịp thôi, ngày mai chưng bông và thỉnh dầu về cúng trả lễ bà sau. Nam mô A Di Đà Phật, xin cho bà con, bà con rằng bà con cũng quan hỷ dùng. Nam mô A Di Đà Phật.